Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, công dân Hoa Kỳ được khuyến cáo tiết kiệm năng lượng sử dụng. Kết quả của một nghiên cứu của trường đại học Stanford đã được tiến hành tại 140 quốc gia trên thế giới đã cho thấy là số năng lượng được sử dụng ở mỗi người trong năm tốt nhất là 70 gigajoules. 1 gigajoules năng lượng tương đương khoảng 8 gallon xăng. Kết quả này đã cho thấy là một công dân Hoa Kỳ sử dụng trung bình là 284 gigajoules mỗi năm, nhiều gấp 4 lần khoảng năng lượng cần thiết. Rob Jackson là tác giả chính của cuộc nghiên cứu, là giáo sư khoa học trái đất đã cho biết, kết quả trên cho phép các giới chức thẩm quyền các quốc gia trên thế giới thúc đẩy việc sử dụng năng lượng giảm dần ở một loạt các quốc gia giàu có để thiết lập một sự công bằng khắp thế giới trong lĩnh vực tiêu thụ năng lượng, giúp cho mọi người sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Theo Ngân hàng Thế giới, thì toàn cầu hiện có khoảng 759 triệu người sống thiếu điện và 2.6 tỷ người không có nhiên liệu sạch để nấu ăn riêng trong năm 2019, một cái giá khổng lồ mà con người phải gánh chịu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì khoảng 4 triệu người đã chết mỗi năm vì đốt lửa nấu nướng trong nhà bằng một loại vật liệu gây ô nhiễm không khí. Điện là nguồn năng lượng quan trọng để mang lại cho con người các loại dịch vụ y tế và sinh hoạt cộng đồng, xã hội trong nền kinh tế hiện đại. Các nhà khoa học cũng thiết lập danh sách 9 tiêu chuẩn giúp cho con người có một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh gồm có điện năng, phẩm chất lệ phẩm, phẩm chất không khí, thực phẩm, hệ số Gini đo lường sự bất bình, đẳng cấp giàu nghèo, hạnh phúc, tỷ lệ trẻ sơ sinh qua đời và tuổi thọ, và sự thịnh vượng và tiêu chuẩn vệ sinh. Tổng thống Ukraine dục Liên Âu mau trừng phạt đầu dầu khí và mọi ngân hàng của Nga. Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba 12 tháng 4 đã thúc giục Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các ngân hàng và dầu mỏ của Nga, đồng thời là đưa ra thời hạn chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga. Chúng tôi không thể chờ đợi, chúng tôi cần những quyết định mạnh mẽ và Liên Âu phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Họ phải trừng phạt dầu mỏ và tất cả các ngân hàng của Nga. Mỗi quốc gia Liên Âu phải đặt ra thời hạn về thời điểm họ sẽ từ chối hoặc hạn chế các nguồn năng lượng của Nga như khí đốt, ông nói. Chỉ khi đó thì chính phủ Nga mới hiểu rằng họ cần mưu tìm hòa bình, rằng chiến tranh đang trở thành một thảm họa đối với họ, ông nói với Quốc hội Litva trong một bài phát biểu qua đường truyền video. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triển khai binh sĩ vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 để thực hiện điều ông gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít Ukraine. Ukraine và phương Tây cho rằng Putin đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói Nga sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 4 đã nói rằng hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine chắc chắn sẽ đạt được điều mà ông nói là các mục tiêu cao cả. Phát biểu tại một cuộc buổi lễ trao giải tại sân bay vũ trụ Vostony ở vùng Viễn Đông Nga, Tổng thống Putin được các hãng thông tấn của Nga trích lời rằng Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc khởi động một chiến dịch quân sự để bảo vệ Nga và cuộc đụng độ với lực lượng chống Nga của Ukraine là một điều không thể tránh khỏi. Các mục tiêu hoàn toàn rõ ràng và cao cả. Ông Putin đã nói về chiến dịch quân sự của Nga. Và ông cũng cho biết là mục tiêu chính của việc Moscow can thiệp quân sự vào Ukraine là để cứu những người dân ở vùng Donbass, miền đông của Ukraine, nơi lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine kể từ năm 2014. Hàng triệu người dân Ukraine đã buộc phải rời khỏi đất nước kể từ khi Nga đưa hàng chục nghìn quân vào xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Quảng Châu đóng cửa với bên ngoài để chống dịch bệnh. Trung tâm chế tạo của Trung Quốc là thành phố Quảng Châu đã đóng cửa với hầu hết khách đến hôm 11 tháng 4, khi Trung Quốc vật lộn với làn sóng gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở các tỉnh, thành phố lớn phía đông. Thượng Hải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với thêm 26.087 ca mắc được công bố hôm 11 tháng 4, với chỉ có là 914 trong số đó có triệu chứng. Thành phố 26 triệu dân này đang bị phong tỏa nghiêm ngặt với nhiều cư dân bị giam giữ trong nhà của họ trong tối đa là 3 tuần. Hiện có lo ngại là ngày càng tăng với các tác động của lệnh phong tỏa của đến nền kinh tế của thành phố lớn nhất Trung Quốc. Trung tâm Tài chính Thượng Hải đã chứng kiến các sự kiện quốc tế bị hủy bỏ vì các biện pháp chống dịch và câu lạc bộ bóng đá địa phương Shanghai Port buộc phải rút khỏi giải Champions League châu Á
vì các hạn chế đi lại khiến cho họ không thể tham dự các trận đấu ở Thái Lan. Quảng Châu, đô thị có 18 triệu người ở phía tây bắc Hồng Kông, nơi có nhiều công ty hàng đầu và sân bay bận rộn nhất của Trung Quốc, vẫn chưa ra lệnh phong tỏa nào như vậy. Chỉ có 27 ca đã được ghi nhận hôm 11 tháng 4. Khách sạn Lido Russia ở Việt Nam đã mất 44.000 Mỹ Kim tu sửa, nhưng vẫn không tìm thấy được khách hàng. Giám đốc của khách sạn 5 sao mang tên là Lido Russia ở Việt Nam đã chi gần 44.000 Mỹ Kim để tu sửa, tăng thêm nhiều cơ sở vật chất tiện nghi để đón khách Nga ồ ạt đến sau mùa đại dịch. Tuy nhiên hiện nay thì hầu như không có một du khách Nga nào đến khách sạn này. Theo Bloomberg, thì khách sạn Modery Hometown Resort tọa lạc tại thành phố Nha Trang là một thị trấn được gọi là làng Little Russia vì đông đảo du khách Nga đến hàng năm. Ông Trần Bảo Đoàn là tổng giám đốc khách sạn đã cho biết là khách sạn đã bị đóng cửa, ngừng hoạt động vì làn sóng đại dịch coronavirus trong 2 năm qua. Ngay sau khi Việt Nam tuyên bố nới lỏng các biện pháp hạn chế hoạt động từ ngày 15 tháng 3, ông cũng đã chi 44.000 Mỹ Kim để chuẩn bị đón du khách Nga như lắp đặt hồ tắm bùn, trồng thêm cây cảnh ở khách sạn Little Russia. Tuy nhiên, thì cuộc chiến xâm lược Ukraine của chính phủ Putin đã làm tan biến hy vọng này. Du khách Nga không hề đặt chân đến Little Russia. Aeroflot là một hãng hàng không hàng đầu của Nga, đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế vì lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và Tây Phương. Bị thư ra tòa vì kỳ thị người hàng xóm Việt Nam, một bà Mỹ trắng ở Seattle đã phải bán nhà dọn đi. Một nữ cư dân 72 tuổi người Mỹ trắng ở Seattle đã bị đưa ra ngoài tòa vì tội căm thù chủng tộc đối với người hàng xóm gốc Việt Nam đã đồng ý bán nhà, dọn đi nơi khác theo như thỏa thuận với nạn nhân và các thành viên của gia đình. Theo thỏa thuận trên, thì bà Jan Meyer đã sẽ bán căn nhà ở Shoreline, Washington, cách trung tâm thành phố Seattle khoảng 9 km trong vòng 6 tháng tới và bồi thường cho nạn nhân tên là Thị Phạm, người Mỹ gốc Việt, 45.000 Mỹ Kim. Theo như cáo trạng đọc tại tòa, thì hồi tháng 4 năm 2021, bà Phạm đang làm vườn ngoài sân trước khi bị bà Meyer hàng xóm nhìn chằm chằm, rồi đột ngột la hét những nhiều câu tục tĩu, chẳng hạn như gọi bà Phạm là người mắt xích và đe dọa rằng bà Phạm sẽ không còn sống được bao lâu. Hai tuần lễ sau, thì bà Meyer khỏa thân đứng trước sân nhà bà Phạm và có hành động tục tĩu trước mặt con trai 2 tuổi của bà Phạm. Bà Phạm và chồng là ông Bill Hurley đã đệ đơn tại tòa thượng thẩm quận Kinh, tố cáo bà Meyer thường xuyên đứng trước nhà họ la hét những lời lẽ kỳ thị chủng tộc và có lần còn lao xe sát vào người ông Hurley để đe dọa. Và kết thúc quý vị, tiếp theo là bản tin cộng đồng. Tỷ lệ học sinh ghi danh vào trường công lập ở California đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 thập niên qua. Tỷ lệ học sinh ghi danh vào các trường công lập ở California đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua, và các học khu ở địa phương đang bị buộc phải chọn lựa những quyết định khó khăn về sự sụt giảm này. Đại dịch coronavirus và giá nhà thuê đã tăng cao được cho là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên, theo phúc trình đã được tiểu bang công bố vào hôm ngày 11 tháng 4. Thống kê năm học 2021 và 2022 của Bộ Giáo dục tiểu bang California đã cho thấy là số học sinh ghi danh đã giảm 110.000 em, tức là giảm 1.8% so với năm rồi, mặc dù là thấp hơn. Los Angeles là học khu lớn thứ hai của Hoa Kỳ, có số học sinh ghi danh cũng đã giảm từ trước khi đại dịch coronavirus bùng phát. Tổng số học sinh ghi danh tại khu vực Los Angeles năm nay chỉ hơn nửa triệu em, và số học sinh mẫu giáo giảm 10.000 em so với 2 năm trước. Còn ở Long Beach thì tỷ lệ học sinh ghi danh đã giảm 13% gần 7 năm liên tiếp. Số học sinh ghi danh cũng đã giảm ở các học khu ở South Bay của Los Angeles. Manhattan Beach Unified cũng giảm 10% kể từ năm 2019-2020. Redondo Beach Unified cũng đã giảm 5%. Học khu thống nhất Torrance cũng đã giảm 5%. Còn tại Orange County thì tỷ lệ ghi danh vào trường công cũng đã giảm 7.6% trong 5 năm qua. Tại thành phố lớn thứ hai của quận của Orange County là Santa Ana, cũng đã giảm 16.9% so với 5 năm trước và giảm 5.3% cho so với năm rồi. Học sinh ghi danh ở học khu Garden Grove thì giảm 10.6% so với 5 năm trước và chỉ học khu Irvine là có số học sinh ghi danh tăng là 4.2% trong 5 năm qua.
Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay do sứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và xin chúc cho quý vị có một buổi chiều an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.